Viên rửa bát Finish là một thương hiệu lớn của Đức và được biết đến với nhiều loại sản phẩm khác nhau, bao gồm viên rửa bát tổng hợp và viên rửa bát cơ bản. Hãy cùng so sánh hai loại viên rửa bát này để hiểu rõ hơn về tính năng, hiệu suất và sự khác biệt giữa chúng. Đầu tiên là thành phần và hiệu suất làm sạch. Về viên rửa bát tổng hợp, chúng bao gồm thành phần chất tẩy rửa, muối làm mềm nước và chất làm bóng, giúp loại bỏ vết cứng đầu và lớp mỡ dầu khó rửa trên bát đĩa. Ngoài khả năng làm sạch, viên rửa bát tổng hợp còn có chức năng làm bóng bề mặt, giữ cho bát đĩa sáng bóng và không để lại vệt nước và hỗ trợ giảm cặn canxi. Về viên rửa bát cơ bản chỉ chứa thành phần chất tẩy rửa, không chứa thành phần làm bóng và muối như viên rửa bát tổng hợp, có chức năng làm sạch cơ bản và phù hợp với việc sử dụng hàng ngày với các vết bẩn thông thường, không có khả năng loại bỏ vết bẩn cứng đầu hoặc mỡ dầu mạnh như viên rửa bát tổng hợp. Thứ hai, về giá thành. Viên rửa bát tổng hợp, do viên rửa bát tổng hợp có nhiều thành phần và khả năng làm sạch tốt hơn viên rửa bát cơ bản nên có giá thành cao hơn. Với viên rửa bát cơ bản, thường có giá thành thấp và phù hợp cho việc sử dụng hàng ngày. Tóm lại, việc lựa chọn viên rửa bát Finish phụ thuộc vào nhu cầu và sở thích cá nhân của bạn. Hãy đọc kỹ thông tin trên bao bì và tìm hiểu đánh giá của người dùng để có thêm thông tin và quyết định tốt nhất cho bạn.